Con ta màu đen là Odo Jackson và xoáy nước không đến từ trái quỷ mà là từ. Chào mừng các bạn đừng quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Như vậy chúng ta đã hiểu được phần nào rằng Gaban cũng giống như các thành viên trong băng Roger khác. Ông ấy đã một hòn đảo là chốt chặn quan trọng để chờ đợi Luffy. Người đa ăn trái quỷ truyền thuyết người cao su giống như Zoboy 800 năm trước, thứ được Sanji mang đến biển Đông để lựa chọn chủ nhân bởi vì Jason có ý chí riêng của nó. Luffy cũng được Sanji, Rocket, Riley, Kaoden nữa, người thay thế ông ấy là Yamato đặt cược. Nếu thời điểm 20 năm trước, Kaido không xâm chiếm Wano và đánh bại Oden, thì có lẽ người nắm giữ chốt chặn Wano là Oden chứ không ai khác. Khi đó thì Luffy dường như sẽ kết thúc hồng phiến ở đây rất dễ dàng, khi mà Oden nhìn thấy được ý chí cậu nhóc này giống hệt thiền trưởng Roger. Mỗi đường đi nước bước của Luffy đều gặp gỡ những người đã biết về lịch sử thế kỷ trống, nhưng họ không sử dụng hiểu biết của mình để chống lại chính phủ, mà còn phải chờ đợi Luffy, người sở hữu trái quỷ người cao su. Nên Gaban là thành viên nắm giữ chốt chặn tiếp theo Elbaf cũng sẽ không có gì để ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, rất nhiều người đã có phản ứng trái chiều khi mình cho rằng nhân vật đang chờ đợi băng mũ rơm tại Elbaf là Gaban, đồng thời cũng là người đàn ông có vết sẹo bỏng sở hữu tấm hồng phiến cuối cùng. Thứ gây nên thắc mắc ở đây, nếu Gaban là nhân vật đó thì tại sao ông ta lại đi trên một con thuyền màu đen? Tại sao lại sử dụng trái quỷ khi mà các thành viên trong băng Roger lại công bố là không ăn trái quỷ? Băng Roger ngoài một số thành viên được xác nhận như thuyền trưởng Roger, thuyền phó Riley, Shanks, Rocket, Oden thì các nhân vật còn lại vẫn chưa rõ. Buggy thì đã xác nhận ăn trái quỷ, chỉ vô tình do Shanks làm cho giật mình. Điều này cũng đã khiến chúng ta nghĩ băng Roger không ai ăn trái quỷ cả. Nhưng việc Buggy ăn trái Bara là minh chứng cho thấy được băng này không hề có quy định nào cấm các thành viên trong băng ăn trái quỷ cả. Vậy nên Gaban có ăn hay không thì vẫn còn là một bí ẩn đối với người xem. Đặc biệt điểm nhận dạng của người nắm giữ tấm hồng phiến cuối cùng lại đi trên con tàu màu đen và tạo ra được xoáy nước. Theo như băng râu đen cho biết thì là từ một trái quỷ. Vậy điều đó có đúng hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích các dữ liệu mình đã tìm được anh em nha. Chắc đã pha một cái ly cà phê rồi phải không nào? Và luôn cho nóng anh em ơi. Căn cứ vào các dữ liệu trước đó mình đã cung cấp, Gaban dường như dính vết sẹo bỏng khá lâu về trước. Vì khi băng râu đen nhắc đến vết bỏng, Kuzan đưa ra cơ thể đầy thương tích của ông, rồi bị phản bác rằng ông chỉ mới bị thì không phải. Kuzan bị gây ra vết bỏng và mất đi một chân vào 2 năm trước, thời điểm ông ta và Sakazuki chiến đấu trên vị trí thị sư đô đốc. Như vậy thì Gaban đã bị dính thương tích từ trước đó nữa, trước thời điểm mà máy gặp lo nữa. Thế mình suy đoán thì có khả năng chính là lúc mà tranh chấp tấm hồng phiến ở đảo người cá. Nếu các bạn để ý thì 200 năm trước, người cá được chính phủ chấp nhận trở thành một quốc gia liên kết. Nhưng tấm hồng phiến ở đây vẫn được giữ lại. Vào 24 năm trước thì băng Roger đã tìm thấy. Trong trường hợp nó được Gaban đến sau khi băng Roger giải tán, Gaban muốn vua Neptune hãy cho phép mình được bảo vệ phiến đá đảo này tránh khỏi các thế lực hải tặc và chính phủ thì Neptune chắc chắn sẽ hoàn toàn tán thành. Bởi vì Gaban đã khám phá ra hòn đảo cuối cùng nên ông có lý do để hành động như vậy. Và họ cũng là những người bạn bè của nhau nên không cần phải cảnh giác với Gaban làm gì. Sở dĩ Gaban muốn làm điều đó là vì đám người cá liên tục trở thành điểm nóng của những cuộc săn nô lệ người cá có giá bán rất cao. Nô lệ tiên cá nam có giá trị 1 triệu berry, nô lệ tiên cá nữ trên 30 tuổi có giá là 10 triệu berry, còn dưới 30 tuổi sẽ lên đến 70 triệu berry. Đồng thời đám người cá còn có rất nhiều báu vật lâu đời như hộp kho báu Tama Tebako chứ những bí mật chưa ai biết. Chính tên Karibu khi đến đảo người cá tạo ra thích thú thế nào khi mà hắn có thể bắt rất nhiều tiên cá bằng năng lực trái bùn của mình. Cho nên đảo người cá là tâm điểm của nhân tình hải tặc muốn kiếm kho báu và săn nô lệ bán cho thuyền lồng nhân. Chỉ đến khoảng 20 năm về trước, tứ hoàng râu trắng đặt lá cờ bảo hộ, những tên hải tặc khác mới không dám biến mạng đến đây làm càn và tạm thời mang lại sự bình yên cho hòn đảo này. Nhưng khi đó thì tấm hồng phiến ở đây đã mất tích rồi, cho nên chúng ta đoán ra được Gaban cũng đã mang phiến đá này đi khoảng 20 năm trước. Các bạn cũng thấy được Roger đã đến gặp râu trắng, họ uống rượu trò chuyện với nhau về mọi thứ mà Roger tìm thấy được hòn đảo cuối cùng, cho thấy râu trắng cũng là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch của bạn hải tặc Roger. Chính ông đã thừa nhận một người mang ý chí của đi là người mà Roger chờ đợi tiếp tục con đường gian dở của vua hải tặc. Mà tiếc không phải là người đó dù hắn có đi chùm tên. Biết đâu được 20 năm trước thì râu trắng cũng khiên vua Neptune hãy để cho Gaban mang tấm hồng phiến đi luôn thì sao. Để vận chuyển được tấm hồng phiến này thì Gaban bắt buộc phải có một con thuyền đã được cải tiến rất tỉ mỉ dưới bàn tay của những thành viên trong băng Roger, chẳng hạn như Riley là một thợ chán thuyền ở Sabaody đi nên nó ấy giúp đỡ Gaban xuống đảo người cá được không có gì quá xa lạ. Đồng thời khi băng Roger giải tán, con tàu Odo Jackson cũng đã mất tâm mất tích không có một dấu vết. Có người hỏi rằng con tàu hiện tại đang ở đâu, ra quả trứng bí ẩn trên tàu nữa, liệu nó đã nở hay chưa. Odo Jackson được đóng bởi một người thợ tài hoa là Tom ở Water 7. Ông ấy đã sử dụng cây gỗ Adam để đóng nền, lỗi cây gỗ cứng cáp bậc nhất trên thế giới chịu đựng được cả mưa bom bão đạn. Con tàu đã cùng băng Roger vượt qua không biết bao nhiêu trận chiến, trong đó phải kể đến là trận Goverlay hay là trận Aqua. Nó còn đưa băng Roger băng qua nghìn trùng hiểm nghi đến được lắp theo. Chuyến tàu Rojason vẫn còn đâu đó để chờ đợi ngày tái xuất trở lại. Nhưng nếu để con tàu này yên nghỉ đâu đó suốt 24 năm qua thì quá thật không đúng với tinh thần của một con tàu chiến. Rojason được thành viên nào đó trong băng bảo quản. Vậy các bạn nghĩ người này là ai ngồi scuba Gaban? Vì hầu hết các thành viên chủ chốt trong băng Roger không cho thấy hành động nào liên quan đến con tàu, chỉ có Gaban là bí ẩn nhất đến nay. Nên ông ấy để bảo vệ con tàu là vô cùng hợp lý.
Gerbang đến đảo người cá hơn 20 năm trước bằng Oro Jackson, nhưng nó được ngụy trang để những người nhìn thấy nó không nhận ra được. Bởi vì thời điểm này chính phủ cực kỳ gắt gao trong việc truy lùng hành tung của băng Roger. Các bạn đừng quên rằng Tom, ông ấy bị kết tội liên quan đến vụ hải tặc Roger khi mà đóng ra con tàu này. Chúng ta họ cũng đi tìm Oro Jackson để phá hủy nó. Trong trường hợp mà con tàu này được sử dụng bởi một băng hải tặc mạnh mẽ nào đó khác, thì độ bền của nó cũng đủ sức để đưa họ tới lắp theo một lần nữa. Cũng giống như việc họ truy lùng đứa con của Roger, thì việc săn lùng con tàu này mang một ý nghĩa cũng không hề kém đâu. Để bảo vệ con tàu, thì băng Roger còn phải giao nó lại cho thành viên nào đó trong băng có đủ khả năng đóng tàu và cải tiến con tàu. Gerbang dường như là người có đầy đủ kỹ năng cho việc này. Ông ấy đã chế tác Oro Jackson thành một con tàu màu đen để chu du trên biển. Hầu như không ai nhận biết được con tàu màu đen cùng với người đàn ông trên đó từng là đồng đội của vua hải tặc cả. Như vậy đến đây thì chúng ta đã dường như giải thích được rằng Skipper Gerbang là người lấy đi tấm hồng phiến ở đảo người cá và ông ấy di chuyển bằng con tàu Oro Jackson được cải tiến thành một con tàu đen kịt. Còn hai dữ liệu khác rất đáng quan tâm chính là trái quỷ tàu xoáy nước và vết sẹo của Gerbang nữa mà thôi. Cũng giống với dữ liệu về sự phỏng đoán của Sir, hắn ta cho rằng người đàn ông có vết bỏng này đang làm việc cho chính phủ để ngăn chặn cái hải tặc tìm thấy tấm hồng phiến cuối cùng. Nó là vô căn cứ, bởi vì chỉ cần chính phủ tìm được tấm hồng phiến thì bọn chúng sẽ cho vận chuyển về Medinjoy ngay lập tức, chỉ cần đặt vào trong căn phòng chứa chiếc mũ rơm là xong. Có cả hàng triệu hay hàng tỷ năm đi nữa, cái hải tặc cũng bó tay trong việc tìm ra hòn đảo cuối cùng, cho nên phỏng đoán của Sir là chật lắc. Kèm theo đó, phỏng đoán của Lafitte cũng có khả năng chật luôn. Hắn nói rằng người đàn ông này sở hữu một trái quỷ có thể tạo ra được xoáy nước để cuốn bất cứ ai đến gần. Các bạn nên nhớ, đây là các dữ liệu mà băng râu đen tự thảo luận với nhau. Chúng tự bịa cho nhau một cái câu chuyện để tin rằng có khả năng là như vậy chứ thực tế thì không phải là như vậy. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy được khi mà Gerbang chiến đấu với Odin, ông ấy chỉ sử dụng vũ khí của mình là cặp rìu chứ không dùng năng lực của trái quỷ. Nên mình cũng tin rằng Gerbang không hề ăn trái quỷ như các thành viên khác ở trong băng Roger. Nhưng ngồi chờ Buggy do xui xẻo, Sam làm cho anh ta giật mình mới nuốt cái thứ chết tiệt đó. Buggy chỉ trích Sam rằng tại anh ta mà làm cho Buggy không thể nào đi tìm được kho báu dưới đáy biển, chứng tỏ các thành viên trong băng Roger đã luôn đi cùng nhau nên họ đặt ra những nguyên tắc nhất định. Hầu như không ai ăn trái quỷ, vì nếu đổi khả năng bơi để sử dụng năng lực quái dị này thì cũng không phải là điều sáng suốt. Mục đích của họ chỉ là bán trái quỷ mà thôi. Còn ai quyết định ăn thì thật sự rất ngu ngốc. Buggy muốn chiếm trái bara điểm bán riêng khi biết giá trị của nó lên đến 100 triệu berry. Hắn đã làm giả và ăn trái giả mạo đó trước mắt của người khác. Chứ thực tế thì hắn cũng không muốn đánh đổi như các thành viên trong băng Roger, bởi vì họ tin rằng sức mạnh Haki mới là thứ quyết định đẳng cấp của bản thân. Và từ đây mình nghĩ rằng Gerbang không hề ăn trái quỷ để tạo xoáy nước, mà xoáy nước đến từ một thứ khác. Quan sát lại tàu Oro Jackson, các bạn cũng thấy được còn có một quả trứng hình chấm bi trên tàu. Theo như những gì mà chúng ta biết thì rồng là một sinh vật có thật ở trong quanh bì. Chúng tồn tại từ hàng trăm hoặc hàng triệu năm trước. Cách đây vài trăm năm thì thần kiếm Ryuma đã chém rớt đầu một con rồng ở Wano. Ngoài ra thì trong phần anime bổ sung bắt đầu từ tập 55 thì chúng ta cũng thấy được Sensen Rio là một con rồng sống trên 1000 tuổi. Ở cuối câu chuyện liên quan đến con rồng này thì có một con rồng nhỏ nở ra từ quả trứng khổng lồ. Thế chẳng phải quả trứng ở trên tàu Oro Jackson có khả năng là một con rồng thật hay sao? Rồng mà Ryuma chém đầu là diện rồng phương Tây, nó khác biệt so với rồng châu Á mà tác giả Oda xem là thần thoại, chỉ có trong sự tưởng tượng con người. Nên rồng phương Tây là sinh vật rồng có thật, tồn tại trong thế giới Wanbi. Tiến sĩ Vegabin cũng đã dựa trên nhân tố di truyền của rồng phương Tây để tạo nên rất nhiều con rồng ở sau đó, chỉ đến rồng số 13 mới tạm gọi là thành công. Ông tạo ra con rồng này với mục đích bảo vệ cho Bin Hazard, nhưng sau khi nơi này phát nổ thì ông đã bỏ lại nó và di chuyển đến căn cứ mới lại thịt. Từ các dữ liệu này thì mình cho rằng quả trứng trên tàu Rojason đã nở ra một con rồng, và con rồng này dưới sự nuôi dưỡng của Gerbang hơn 20 năm qua thì nó cũng có một kích thước nhất định. Nó có đủ sức mạnh để tạo ra gió hoặc các sức mạnh tương đương thay đổi mặt nước biển, hình thành nên xoáy nước cuốn lôi qua những con tàu xung quanh khi mà tiếp cận với con tàu Rojason. Các bạn nghĩ sao về điều này? Mình cho rằng không việc gì tác giả Oda lại tạo ra quả trứng khổng lồ trên tàu Rojason rồi cho nó biến mất một cách lãng phí như vậy được. Nên đây sẽ là một lý giải khá hợp lý cho quả trứng này là một con rồng phương Tây có thể tạo ra được xoáy nước. Ở phần sau, chúng ta sẽ cùng nhau lý giải về vết sẹo bỏng của Gerbang anh em nha.